Bước 1. Căn cứ tổ chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp theo mục 2, Nghị định số 115 năm 2020 của Chính phủ. Việc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp phải căn cứ vào vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp. Kỳ xét thăng hạng tổ chức theo nguyên tắc bình đẳng, công khai, khách quan và đúng luật. Bước 2. Tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Theo khoản 16 điều 1 Nghị định số 85 năm 2023 của Chính phủ, quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức. Có năng lực, trình độ chuyên môn để đảm nhận chức danh nghề nghiệp ở hạng cao hơn, liền kề hạng chức danh nghề nghiệp hiện giữ trong cùng lĩnh vực nghề nghiệp. Đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ và yêu cầu khác khi dự xét thăng hạng. Bước 3. Hội đồng tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Bước 4. Theo khoản 19 điều 1 Nghị định số 85 năm 2023 của Chính phủ, viên chức đáp ứng các yêu cầu dự xét thăng hạng với hình thức thẩm định hồ sơ. Bước 5. Xác định viên chức trúng tuyển. Viên chức trúng tuyển đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo Nghị định số 115 năm 2020 của Chính phủ. Bước 6. Bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp với viên chức trúng tuyển kỳ xét thăng hạng.